Audio Jungle. Xin chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip hôm nay mình hướng dẫn bà con về cái kỹ thuật mà khoanh vành hay là gọi là khức cho cái vải nó ra hoa. Thì vào thời điểm mà chúng ta khoanh thì vào tháng 10 đến tháng 11. Nói chung là chúng ta phải quan sát, nhất là cây vải chúng ta đã già đi, lá già hết. Thì cái biện pháp này là mình khoác tại vườn, những cái vườn cây ở nhà ăn, những cái vườn cây trồng. Thì bà con chúng ta thắc mắc tại sao cây vải trồng nó không ra bông, khóc ra bông nhưng mà không đậu trái, không ra bông luôn. Thì nó có nhiều nguyên nhân. Thì hôm nay clip này vào cái điểm là ngày mùng 2 tháng 10 đây, 2017, mình tiến hành là khoanh vỏ co cây vải để cho nó ra hoa. Thì về vấn đề khoanh thì bà con cứ khoanh lên, có nghĩa là năm vừa rồi mình khoanh dưới, bắt đầu tiến hành khoanh trên, mình khoanh lên dần, cứ mỗi năm là khoanh một dòng, cứ khoanh lên. Thì thứ nhất mình hướng dẫn cho bà con về, mình nói sơ qua về cái chi tiết mà khoanh như thế nào. Về đầu tiên là biện pháp kỹ thuật, thì chúng ta cắt tỉa cành, đây là một trong những biện pháp quan trọng chúng ta thực hiện vào hai cái đợt chính. Thứ nhất là đợt 1, sau khi thu hoạch vải thiều xong chúng ta tiến hành cắt tỉa tạo tán cho cây vải. Đối với những cây vải mà vài năm đầu tiên chúng ta áp dụng cho quả trên thân thì tiến hành cắt thưa, loại bỏ những cành hư, cành vô hiệu, cắt đầu nhánh để cắt thu hoạch, rồi tạo thông thoáng, có nắng chiếu vào, mục đích đây để mầm lọc trên cây để tán trong thân nó quang hợp nè, không nên đốn sâu năm đầu. Vì đối với những cây đã áp dụng quả trên thân từ những năm trước thì tiến hành cắt tỉa thưa thớt đi. Các cành đã cho thu hoạch thì chúng ta phải tạo cái sự thông thoáng cho cây và các mầm mới phát triển và sinh lọc ở trên thân cây. Còn đợt 2, sau khi cây ra đủ 2 tuần lọc, cây khỏe có thể là 3 tuần lọc luôn, thì vào tháng 10, tháng 11, thời điểm này chúng ta tiến hành cắt tỉa những cành tâm, cành nhỏ kém phát triển thân cây, để lại những cái chồi mập mạp, nhất là tạo điều kiện cho nó phân hóa mầm hoa trên cây và khả năng đậu trái kết quả, và nó thuận tiện cho việc chăm sóc bón phân của nông dân chúng ta. Nay giờ mình nói về cái biện pháp mà khoanh cành. Khoanh cành là cái biện pháp kỹ thuật là không cho vải ra lọc vào vụ đông khi gặp điều kiện thời tiết thuận lợi như mưa, nhiệt độ áp. Thì về cái dụng cụ về khoanh cành đó, chúng ta có thể dùng lưỡi cưa nè, hạt liềm, chấu tự chế, hoặc số dụng cụ khác. Thì để tiến hành khoanh thì như trên clip thì mình cũng khi bà con chúng ta khoanh hết phần vỏ thôi nha, đừng có cưa luôn phần gỗ trắng của thân cây. Thì chúng ta khoanh hình tròn và tùy vào tuổi của cây chúng ta khoanh những cái mức khoanh nó phù hợp. Chúng ta khoanh thì tầm khoảng cỡ 1 đến 2 cm thôi, chiều rộng của vết xăm khoanh khoanh tròn. Thì về cái thời gian khoanh như mình cũng nói là tháng 10, tháng 11, chúng ta phải quan sát, đặc biệt là phải quan sát cái lá nha và sự trưởng thành của từng cây để chúng ta tiến hành khoanh cho phù hợp. Như ở trên clip này mình quay bà con xem là những cây nào già, những nhánh đầu già mình mới khoanh để cho nó việc nó tạo hoa vào cái mùa tâm tới. Thì về việc bón phân thì chúng ta bón phân được tiến hành 3 đến 4 đợt tùy vào khả năng sinh trưởng của cây mà phát triển. Thứ nhất đợt 1 chúng ta bón thúc lọc, thì cây vải thiều sau khi cho thu hoạch thì quả mất đi một lượng dinh dưỡng khá cao và nó tập trung vào nuôi vào vải. Thì nên chúng ta thực hiện tỉa cành tạo tán xong, chúng ta nên bón phân dinh dưỡng để nuôi hoa, đảm bảo cho quá trình điều kiện sinh trưởng phát triển của cây. Sau khi mà sinh trưởng được 2 đến 3 đợt lọc thì chúng ta khoanh. Thì về cái kỹ thuật bón phân thì chúng ta dùng cuốc tạo rãnh vùng khoanh tán cái vải, có nghĩa là tán rộng cỡ nào thì mình khoanh rộng từ đó. Thì cái khoảng sâu là 10 đến 15 cm. Sau đó chúng ta rắc phân vào lắp lại thì đảm bảo cho việc phát huy của cây, thì chúng ta có thể bón xong chúng ta có thể tưới nước luôn. Thì chúng ta có thể bón NPK hàm lượng cao này, hoặc bón đạm, lăng, kali. Chung là bà con bón theo cái quy trình có thể là bón sinh học, phân vi sinh, ủ mục. Bà con cái vải thì cái việc phân vi sinh thì tạo điều kiện cho đất nó tươi xốp và phát triển rất là tốt. Về cái đợt 2 mà đã bón thuốc cho hoa, khi mà hoa bắt đầu, cây vải bắt đầu ra hoa, thì cái lượng bón dựa vào kinh nghiệm mà dự đoán mà chúng ta tính, thì chúng ta lấy móc mà một tạ trên quả thì chúng ta sẽ bón khoảng cỡ 0,7 kg ure cộng 0,7 lăng và khoảng 0,4 kg kali. Thì đợt 3 là đợt mà chúng ta bón thúc quả, thì cái mục đích của cái việc này là chúng ta bổ sung kịp thời dinh dưỡng bị tiêu hao khi mà ra hoa,
để đảm bảo cho sự sinh trưởng phát triển của cây vải, giảm cái đợt rộng sinh lý lần hai để tạo cho cái khả năng tiếp tục ra hoa vào năm sau. Thì đó là cái quy trình bón phân. Thì về phun thuốc bảo vệ thực vật thì chúng ta cần phải phun thuốc diệt côn trùng, diệt sâu định kỳ. Và cái thứ hai chúng ta phải phòng một số loại bệnh nấm khuẩn ở trên cây. Đó là cái việc mà mình nói sơ bà con về cái quy trình khoanh vỏ bón phân và chăm sóc cây vải. Thì clip này mình quay cũng rất là cụ thể và chi tiết cho bà con xem để bà con thấy được cái quy trình mà khoanh vỏ, để chúng ta biết được ví dụ nhà chúng ta có một hai cây á, ta trồng nó tươi tốt mà hỏi ủa sao nó không ra hoa, cũng không ra trái. Thì clip này mình quay để bà con xem mà khoanh vỏ. Thì cái việc này khoanh vỏ thì nó rất là hiệu quả với cây vải chúng ta thì nó mới ra hoa. Thì qua clip này á, thì bà con cứ đăng ký kênh đi để theo dõi tất cả các loại cây tiếp theo bên trái cây Thơ Buồn Lắc. Mình sẽ quay rất là chi tiết và cụ thể để bà con xem nhiều cây trồng. Thì có vùng trồng cây này, vùng trồng cây kia, thì riêng vùng đất của Đắk Lắk, Tây Nguyên thì chúng ta trồng được hầu như là tất cả loại cây, nên mình sẽ quay từng cây cho bà con xem và tham khảo về cái quy trình mà trồng chăm sóc cây trồng. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip.
Thank you.